Vâng, chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em có DJ cũng là lắp đặt mẫu camera hành trình Web Vision M39X trên một chiếc xe Ford EcoSport phiên bản đời 2015. Và hôm nay thì em sẽ hướng dẫn tất cả các bác cái cách xem lại file ngay tại trên chiếc camera hành trình Web Vision M39X này, cũng như là một số những cái dòng thông minh của Web Vision. Thì trước tiên các bác để ý cho em, ở đây nó sẽ là hình chiếc camera này và nó sẽ có chữ kép ở đây. Đây chính là phần video lái xe, cũng là cái phần quay hình trước sau. Thì các bác kích vào đây. Toàn bộ những cái file hành trình lưu lại nó sẽ nằm ở phần thư viện ở trên này. Các bác ấn vào đấy giúp em. Thì toàn bộ file ghi hình nó sẽ nằm ở đây, file cam trước, cam sau. Chữ B là hiển thị cho cam sau và chữ F là hiển thị cho cam trước. Các bác muốn tìm nguyên file của cam trước không, các bác có thể bấm vào chữ cam trước. Xem nguyên file của cam sau, các bác bấm vào chữ cam sau. Hoặc là tổng hợp hai file, cam trước cam sau thì các bác ấn vào hai cam. Đó. Thì đây chính là những cái file hành trình mà nó sẽ ghi lại cho các bác. Trung bình thì một file clip nó sẽ rơi vào tầm là 3 phút một file. Và khi mà cái dung lượng này nó hết thì cứ file clip mới nhất nó sẽ đè lên file cũ nhất để tiếp tục ghi hành trình cho tất cả các bác. Và ở trong này em sẽ chỉ lưu ý với các bác là những cái file ở trong cái phần file khóa này, file lock. Nó chính là những cái phần nó sẽ khóa lại những cái file va chạm của các bác lại. Các bác lưu ý giúp em là khi thỉnh thoảng mình nên vào những cái file lock này để mình kiểm tra. Nếu như ở trong này nó nhiều file quá và những cái file đấy mình thực sự không cần thiết thì các bác nên kích vào cái phần thùng rác này. Một là các bác chọn tất cả, hai là các bác tích từng cái clip một, các bác xóa đi giúp em. Để trong cái phần file lock này nó sẽ được tối giản về cái dung lượng ở bên trong và tiếp tục ghi hình trình cho tất cả các bác. Còn trong trường hợp mà các bác không kiểm tra, file lock này nó bị nhiều thì cái thẻ nhớ nó sẽ bị đầy, dẫn đến là lỗi thẻ nhớ và nó sẽ không ghi hình được cho tất cả các bác. Đó, đây chính là cái cách xem trực tiếp lại file ở trên, ngay tại trực tiếp ở trên chiếc camera hành trình của các bác. Xin cảm ơn tất cả các bác.